Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng, thưa các bạn, trong bản tin ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu thông tin tổ chức tang lễ cho ca sĩ Vân Quang Long được diễn ra như thế nào. Ca sĩ Phương Trang, em gái kết nghĩa của ca sĩ Vân Quang Long cho biết, được sự đồng ý của cha mẹ anh, tôi, anh Hàn Thái Thú và người thân đang cùng lo hậu sự cho anh ở Mỹ. Cô cho biết thêm, sau khi Vân Quang Long qua đời, thi hài được cảnh sát đưa đến nhà xác và khám nghiệm vào ngày 31 tháng 12 hoặc ngày 1 tháng 1 năm 2021 theo giờ địa phương bên Mỹ. Nhà quan sẽ làm thủ tục nhận thi hài của anh Long và để chuẩn bị cho tang lễ, cô nói thêm. Chiều ngày 30 tháng 12, ca sĩ Hàn Thái Thú cũng chính thức đăng thông báo về tang lễ của nghệ sĩ Vân Quang Long tại Mỹ. Theo đó, lễ nhập quan và phát tang theo giờ địa phương sẽ diễn ra lần lượt vào 11 giờ đến 21 giờ ngày 2 tháng 1 năm 2021, 9 giờ đến 21 giờ ngày 3 tháng 1 năm 2021, 9 giờ đến 12 giờ ngày 4 tháng 1 năm 2021. Sau đó, lễ hỏa táng sẽ diễn ra vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 4 tháng 1 năm 2021. Địa điểm diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Vân Quang Long là tại nhà quan Cutty Full House, thành phố San Luis của Mỹ. Trước đó, ca sĩ Hàn Thái Thú cũng đăng tải trên trang cá nhân những hình ảnh đầu tiên tại nơi sẽ diễn ra tang lễ của ca sĩ Vân Quang Long ở Mỹ. Dựa vào hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy Hàn Thái Thú và gia đình cùng bạn bè đã chuẩn bị không gian lễ viếng rất trang trọng cho người bạn, người anh em quá cố Vân Quang Long. Tại Việt Nam, lễ cầu siêu và thọ tang của ca sĩ Vân Quang Long sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ 30 phút đến 10 giờ 40 phút ngày 1 tháng 1 năm 2021. Lễ viếng sẽ diễn ra vào 10 giờ 45 phút đến 13 giờ cùng ngày tại chùa Giác Ngộ, thành phố Hồ Chí Minh. Cha mẹ anh cũng từ Đồng Tháp lên thành phố Hồ Chí Minh làm lễ cầu siêu cho anh. Trong một đoạn clip được truyền tay trên mạng xã hội, mẹ cố nghệ sĩ Vân Quang Long cũng chia sẻ về việc lo hậu sự. Bà nói, bạn bè, bầu sâu và anh chị em bên Mỹ báo về là bên đó lo hết, gia đình đừng bận tâm. Nhưng tính đi tính lại trong thời điểm Covid-19. Với thứ hai nữa, khi mình đem về, mình phải vận chuyển trên máy bay như chí tài, làm đơn độc ở kho hàng nên mình thấy cũng không an lòng. Gia đình cũng muốn cho về để nhìn mặt, mà đến đây mặt mũi biến dạng, mình còn đau xót thêm. Gia đình đã quyết định để bên đó làm quàn xong đem đi thiêu rồi đem cho cốt về sau. Trong đoạn clip, mẹ Vân Quang Long cũng tiết lộ cuộc gọi cuối cùng của con trai mình. Bình thường nó không có gì hết, rất vui vẻ, khỏe mạnh. Tối đó cô cũng nói chuyện với nó lúc 12 giờ trưa. Con đang đi ăn phở với gia đình cậu mà đang nhiều người quá nên mai con gọi rồi nói chuyện với mẹ sau nhé. Sau đó là nó đi luôn, ai cũng không ngờ hết. Cô cho biết thêm, sau khi đưa về, hài cốt của Vân Quang Long sẽ được để cạnh bên ông bà nội để cho gia đình tiện chăm sóc. Trước đó, bà xã Ưng Hồng Phúc chia sẻ, ở Việt Nam, ba anh Long tuổi cao sức yếu lại bị bệnh tim nặng. Nếu chứng kiến tang lễ của con trai sẽ nguy hiểm với bác. Bên Mỹ thì tình hình dịch bệnh đang diễn phức tạp, hiếm có chuyến bay về Việt Nam. Vì vậy, người thân của anh Long quyết định tổ chức tang lễ và hỏa táng bên Mỹ. Vân Quang Long qua đời vào tối ngày 29 tháng 12. Thông tin cựu thành viên nhóm 1088 ra đi ở tuổi 41 khiến khán giả, đồng nghiệp bàng hoàng. Trên trang cá nhân, ca sĩ Lý Hải cùng nhiều nghệ sĩ như Lâm Tuấn Huy, Nguyên Vũ, Hồ Việt Trung đều sốc khi anh mất đột ngột. Ca sĩ Vân Quang Long tên thật là Lê Quang Hiển, sinh năm 1979 tại Sa Đéc, Đồng Tháp. Anh từng tham gia nhiều cuộc thi ca hát, sau đó gia nhập nhóm 1088 dưới sự đỡ đầu của ông bầu Đỗ Quang. Nhóm nhạc nhanh chóng nổi đình đám vào những năm 2000. Vân Quang Long được biết đến với hình ảnh dễ gần cùng chiếc răng khảnh. Sau đó nhóm nhạc đã tan rã. Vân Quang Long tiếp tục sự nghiệp solo của mình, thường đắt show ở các tỉnh miền Tây. Sau đó anh ký hợp đồng với công ty Kim Lợi, được ghép cặp với ca sĩ Cẩm Ly, một cặp đôi ăn ý thời đó. Anh thử sức ở dòng nhạc trữ tình, dân ca, có nhiều bài hát được yêu mến khi song ca với chị Tư, Cẩm Ly như Nợ Duyên, Anh Cố Quên Em, Giọt Nước Mắt Muộn Màng, Ngày Mai Thôi Rơi, Bởi Tin Lời Thề và cùng nhiều ca khúc khác. Năm 2017, Vân Quang Long sang Mỹ định cư, hạn chế hoạt động nghệ thuật để tập trung cho kinh doanh. Thỉnh thoảng, anh hát cuối tuần cho cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Hiện tại, vợ con của ca sĩ Vân Quang Long ở Việt Nam. Nam ca sĩ kết hôn lần đầu với một nha sĩ và cả hai chia tay vào năm 2015 sau khi có chung hai người con. Vào năm 2017, Vân Quang Long công khai ảnh cưới lần hai. Một năm qua, anh sang Mỹ hoạt động và chưa gặp vợ con.